Du học từ lâu đã là ước mơ của nhiều học sinh và sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để có thể sinh sống và học tập ở những quốc gia có tiềm lực lớn về kinh tế xã hội như là Anh, Mỹ, Úc, Canada. Do đó, việc lựa chọn một quốc gia trong cùng khu vực có nền kinh tế và chính trị ổn định để du học đang là xu hướng của không ít những bạn trẻ trong những năm gần đây, và Malaysia là một trong những quốc gia đó. Nằm ở phía đông nam châu Á, Malaysia đang ngày càng chứng tỏ được vị thế và tiềm năng của mình về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị cho đến văn hóa, giáo dục. Được mệnh danh là châu Á thu nhỏ, Malaysia là một quốc gia đa văn hóa, đa chủng tộc, nơi nổi tiếng với nhiều lễ hội truyền thống, nền ẩm thực độc đáo. Cộng đồng du học sinh đông đảo đến từ hơn 150 quốc gia trên thế giới đã mang đến nhiều sắc màu văn hóa khác nhau, tạo sự liên kết bền vững, cũng như một môi trường học tập giao tiếp quốc tế năng động. Với những lợi ích nói trên, hệ thống giáo dục bậc đại học của Malaysia ngày càng phát triển và thu hút đông đảo sinh viên quốc tế lựa chọn. Được thành lập vào năm 1993, trường Asia Pacific University, gọi tắt là ABU, là một trong những trường đại học tư thục được đánh giá cao ở Malaysia. Chất lượng giảng dạy của trường đại học ABU đã được khẳng định bởi rất nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Trường đạt thứ hạng 5 sao, hạng xuất sắc về chất lượng đào tạo do Bộ Giáo dục Đại học và Cơ quan Trình độ Chuyên môn Malaysia đánh giá. Ngoài ra, sinh viên của Đại học ABU còn thường xuyên đạt các giải lớn trong các cuộc thi như Microsoft Imagine Cup, Malaysia Innovation Tournament, Business Excellence Award. ABU established in since 1993. We have about 10,000 students which is currently studying in campus, with 5,000 international students which is from over 100 countries. We offer a dual degree program, which upon completion of the degree program, students will get two certificates, which is one from Malaysia, APU, and one from South Australia University, UK. So they can complete their degree program at APU and study in Malaysia. So once they complete the degree, they will get a UK certificate. But of course, they will have options to further their studies, for example, in UK, Australia, Canada or New Zealand, meaning to say they will do 2 years degree in Malaysia at APU and then they can transfer the final year to other countries because the qualification is anyway recognized. Đặc biệt, Đại học ABU còn có chương trình dự bị đại học cho học sinh Việt Nam hoàn thành xong chương trình lớp 11 và chương trình đào tạo tiếng Anh cho những sinh viên chưa đáp ứng được nhu cầu tiếng Anh đầu vào hoặc muốn nâng cao trình độ tiếng Anh trong một thời gian ngắn. Chương trình đào tạo của Đại học ABU đều được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và được công nhận bởi nhiều trường đối tác trên thế giới như New Zealand, Úc, Anh, Mỹ, Canada. Sinh viên có thể lựa chọn hoàn tất chương trình học tập tại ABU hay chuyển tiếp sang các trường đại học ở các nước danh tiếng sau 1 đến 2 năm học với thủ tục dễ dàng và nhanh chóng. Đặc biệt, ABU có chương trình liên kết với Đại học Staffordshire, một trong 25 trường đại học danh tiếng nhất nước Anh. Do đó, sinh viên sẽ được đào tạo theo một chương trình đồng nhất và sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ được cấp 2 bằng, một từ trường ABU và một từ trường Staffordshire. Với môi trường quốc tế đa dạng, theo học tại Đại học ABU, sinh viên Việt Nam sẽ được gặp gỡ và học tập với các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong quá trình đào tạo, trường ABU chú trọng áp dụng các phương pháp giảng dạy khoa học hiện đại, khuyến khích đổi mới thông qua các chương trình học tập giúp cho việc học trở nên thoải mái và thú vị hơn. Với mục đích đào tạo ra các cá nhân biết học, có tư duy khác biệt, có khả năng việc làm cao cũng như kỹ năng tạo dựng sự nghiệp. Chính vì vậy mà tỷ lệ sinh viên của trường ABU tốt nghiệp và có việc làm tại Malaysia là rất cao, khoảng 98%. Bên cạnh việc học, trường đại học ABU còn rất chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên. Hiện tại, trường có hơn 30 câu lạc bộ, sinh viên có thể lựa chọn tham gia những câu lạc bộ mình yêu thích. Với việc phát triển các hoạt động ngoại khóa, ABU mong muốn tạo ra một môi trường học tập vui chơi lành mạnh, giúp cho sinh viên phát triển toàn diện thông qua các hoạt động xã hội, thể thao, văn hóa. We have sports activities and there are a lot of social activities, recreation, and we have students who organize a charity and they will organize the events, for example, the Independence Day, the New Year, and they celebrate different festive season at our campus as well. So it's very interesting student life in Malaysia. Tại Đại học ABU, sinh viên được cung cấp một môi trường sống và học tập toàn diện với thư viện, phòng lab, IT, phòng kỹ thuật được trang bị hiện đại, ký túc xá đầy đủ tiện nghi và an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt.
với mức học phí rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung của các trường khác trên thế giới, khoảng từ 7.200 đô la Mỹ đến 7.800 đô la Mỹ cho một năm học. Sau 24 tháng, sinh viên đã có thể lấy được bằng cao đẳng và 36 tháng đối với bằng đại học. Chi phí sinh hoạt tại Malaysia nói chung và trường ABU nói riêng vào khoảng từ 300 đô la Mỹ đến 500 đô la Mỹ một tháng và sinh viên được tạo điều kiện để đi làm thêm. Đại học ABU luôn mở rộng cánh cửa để chào đón các bạn sinh viên thật sự mong muốn du học. Trường không bắt buộc Anh văn đầu vào và luôn có khóa đào tạo để đào tạo cho sinh viên có khả năng Anh văn phù hợp trước khi vào học chuyên ngành. Malaysia is a very multicultural country where they will see a lot of varieties of foods, cultures, and basically my advice for the international students will be the first thing to learn is a language. Okay, because English will be the universal language that the students will be communicate with each other. So that's why Malaysia is one of the country or destination for students to learn the English, because of they will learn not just English, but also they will learn the culture and how to work together as a team with other students as well. Tháng 12 năm 2013, trường đại học ABU đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn C Education Consultant tổ chức thành công cuộc thi English Language Competition với phần thưởng thắng cuộc là các suất du lịch Malaysia miễn phí. Cuộc thi đã thu hút hơn 200 học sinh lớp 11-12 đến từ 4 trường phổ thông trung học tư thục ở thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng hành vượt qua hai chặng thử thách kiến thức và kỹ năng hùng biện. Qua một cái cuộc thi tổ chức bởi C và ABU, em nên có cơ hội đến với Malaysia tham quan campus của trường đại học ABU. Em đã có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời thông qua những cái cuộc gặp gỡ tham quan campus, ký túc xá và đi shopping v.v. Thì em cảm thấy một chuyến đi rất thú vị và em cũng rất muốn được tham gia học tập tại trường đại học ABU. Nhưng vừa rồi em rất là hân hạnh được ABU tài trợ cho chuyến đi Malaysia. Sau chuyến đi em đã ngữ, ăn ẩm thực từ rất nhiều nơi trên thế giới. Với chương trình đào tạo chất lượng, bằng cấp được công nhận quốc tế, chi phí du học hợp lý và thủ tục đơn giản, du học Malaysia nói chung và trường đại học ABU nói riêng đang trở thành một sự lựa chọn của nhiều sinh viên Việt Nam chắp cánh cho những ước mơ du học trở thành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đồng tiền thông minh ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web fbnc.vn hoặc là facebook.com/đồngtiềnthôngminh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.